Hello, chào các bạn đã trở lại kênh Thịnh Búp Đúp của mình. Hôm nay là có một con hàng siêu hot đây. Con này là con của anh Tấn Hưng. Đấy, siêu phẩm vừa trở lại và đang được đi đăng kiểm. Con này thì nó đã sơn lại capo, như mấy ngày trước thì anh Hưng có đăng tải thì nó còn capo màu đen, mâm màu xám. Con này giờ được cái sơn mâm nè, màu đen và capo màu đỏ lại cho nó hợp với lại xe. Ấy, đang di chuyển ở đây, bạn thấy không? Nó đã trở lại, siêu phẩm đã trở lại của anh Tuấn Hưng. Đây nội thất, đây nội thất cũng còn mới nha, tại vì nó chỉ bị nát phần đầu thôi, thay phần đầu đó. Còn bên ngoài thì ở biển quá đẹp luôn, 88988, cái biển thì siêu siêu đẹp, cân đối mà nhìn đã mắt nữa, xíu xe mà nhìn vô biển đẹp là phê liền. Thì mình được trải nghiệm nha, trải nghiệm nhẹ bên trong đây đó, sẵn quay clip cho các bạn xem. Đây nội thất, đây đang bật chế độ ray nha, nó nem bô hơi gầm rú để điện đồng hồ của mình. Bên đúp nó cũng có để chìa khóa logo Ferrari F488 GTP. Ở này đang đi đăng kiểm nè, đem đăng kiểm rồi xong sẽ chiều sẽ giao xe. Buổi sáng mình đi đăng kiểm đo hệ thống ống xả rồi đó, hệ thống xả nè. Nói chung là làm nhiều cái để chiều giao cho anh Tấn Hưng. Đấy, biển đẹp không? 88, thêm con số 8 nữa là ngủ 8 luôn, giá trị xe đôn lên nhiều. Đó, bạn thấy nội thất cũng còn ok đó, logo Ferrari. Mình cứ đùa là gắn cái logo Lamborghini vô chìa khóa Ferrari là hết bài luôn. Chìa khóa này năm 25 á là nó rất là hot, tại đa số Ferrari nó dùng chìa khóa cơ, là con LaFerrari nó cũng dùng chìa khóa cơ, F12 cũng dùng chìa khóa cơ, mà tới khi con F48 này thì nó dùng chìa khóa điện tử nên nó lạ, nâng cấp lên của những bản đời trước. Máy lạnh im nha. Này là đang đo ánh sáng, bật pha lên đo ánh sáng cho xe. Nói chung là đăng kiểm cũng nhanh, vô phải chừng 10 phút là xong. Nếu mà tại cái này hơi kẹt xe, hôm nay hơi kẹt xe. Này địa điểm con đăng kiểm ở quận 7 luôn nha các bạn. Là anh Tuấn Hưng cũng ở quận 7, nhưng mà đăng kiểm thì đăng kiểm ở đâu cũng được. Mình ở quận 7 anh gặp nhiều siêu xe. Đây xe đi đây. Đó, nhìn mít tinh. Hay không không ai nghĩ là xe bị tai nạn đâu, tại vì nó đều liền mạch mà nó đẹp nữa, nhìn nó liền, đúng là gara Autoly quá chuẩn rồi. Đã từng làm nhiều con siêu xe Ferrari như con F488 từng gặp tai nạn cũng làm lại hoàn chỉnh, thì con này nó cũng vậy thôi, thời gian làm nhanh hơn nữa. Như con Ferrari F458 thì làm hơn 1 năm, còn con này chỉ trong vòng 9 tháng, lâu là khoảng thời gian đặt đồ thôi. Bạn thấy không, bao đẹp bao ngầu. Wow, bộ phê lắm bạn ơi, bộ zin nha, bộ zin. Con này có nhìn quá đẹp luôn, nó có chế độ nâng hạ gầm, có option riêng, mình không biết có quay cho bạn xem. Đấy là mình chỉ cần bấm nút là nó nâng lên cái đầu cao như một con Innova, đó, nó cao lắm. Đấy, mình đang quay nè, đi sẵn đi qua cái đoạn đường xấu nè, test xe thử coi nó sao luôn. Đường đá mà sẵn test xe luôn, nhìn cũng ok, quá đẹp. Ui, xem xíu nữa, ui nguy hiểm nguy hiểm. Đây đang chạy về gara đó, chuẩn bị giao xe cho anh Tuấn Hưng. Ồ, cô này thấy Ferrari dí chạy lên ghê hơn mình nữa, mình chạy một tay lên cho chậm. Ồ, cô này dí theo cười kìa, nẹt cô hơn siêu xe sợ liền. Mình chạy một tay nên chạy chậm lắm, mình giữ khoảng cách an toàn nữa nên không có quay gần cho bạn xem, chứ mà chạy gần gần thắng không kịp mấy pha là ăn luôn á. Này chạy về gara nè, Autoly là nơi mình từng từng làm nha các bạn. Mình làm năm 25, sau này thì công việc mới mình thì chuyển chỗ rồi.
hoàn tất thủ tục chụp vài tấm trước khi giao xe. Nãy đứng chụp SP đó, đang này ra xe ra để chụp hình nè. Ồ, của FV đấy, bạn thấy không? Thấy có FV không? Hàng hot đây. Còn FV. Tại vì con này thì không được quay nhiều nên mình chỉ quay sơ vài cảnh cho các bạn xem thôi nha. Đó, con này đã độ full KFI. Trời ơi, vất rất là phê. Con Lamborghini Aventador FV LB 750-4. Đó, bạn thấy Ferrari này không? Sơn mâm đen lại, nhìn nó ngầu lên. Xe siêu xe mà đi sơn mâm đen lại là ngầu liền, bất bất kể xe gì. Tại mâm trước nó là màu trắng bạch kim á. Đây, phần đầu nát trùm ngày 16 tháng 10 mà nay đã vậy nè. Đó, các bạn thấy phê không? Lung linh là lên luôn. Như mới. Tại cái thời gian đặt lâu nên làm xe hơi lâu thôi. FV đây. Đó, thời gian đặt lâu, đặt đồ lâu nên làm xe mới lâu thôi, chứ đồ mà về nhanh hoặc là có đại lý hãng đây thì nghỉ chừng 2-3 tháng là lâu lắm rồi. Phải không? Một vòng cho các bạn xem nè. Đó, lung linh luôn, đâu có chỗ nào mà gọi là xấu đâu. Nói chung là gara Autoly là một trong những gara đỉnh nhất ở Việt Nam, chuyên làm các dòng siêu xe, xe sang. Nói chung là ở đây là bất kể siêu xe gì cũng đã làm, từ Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren, con nào cũng làm hết. Ôi, góc này đẹp lắm bạn ơi. Xe vừa chạy, nó quay góc này mình không chụp luôn, chỉ quay cho bạn xem nè, thấy không? Quá đẹp, mê luôn. Dù cũng đã gặp rất rất nhiều F4-8 tại Việt Nam, đủ loại màu. Đây là ở trên đường đi giao xe, đi giao xe cho Tuấn Hưng. Đó này, nếu mình viết theo quay lại cho các bạn xem cái khả năng với lại cái lúc mà di chuyển trên đường á, coi nó sẽ như thế nào. Tại vì ai cũng biết là chiếc xe đã từng gặp tai nạn rất là nặng ở phần đầu, không có đụng chạm tới máy, nhưng mà lúc mình di chuyển mình xem nó coi thì rất ok. Đó, xe chạy lăn bánh bình thường, bô nổ giòn, chung là quá tuyệt. Nhìn đẹp không? Màu đỏ nổi, thiệt đi đâu thiệt mình chạy hả? Thấy hai bên đường là ai cũng ngó. Các bạn thấy không? Ai cũng ngó. Này là ở chung cư ở quận 4. Giao xe cho anh, không biết anh này nè, anh áo trắng á. Đó là cái gì của Tuấn Hưng đó. Giờ là anh lấy xe đi. Ok, một số thông tin là Tuấn Hưng á là khen con này dữ lắm. Theo chia sẻ của ảnh trên Facebook á, là ngựa đỏ là biểu tượng sống của anh Hưng, là đam mê rực cháy, là chất lãng tử phong trần trong mỗi lần xuất hiện trên phố, là niềm kiêu hãnh của bản thân sau năm ca hát và sau bao thăng trầm, ngựa đã trở lại. Đó là Facebook, trên Facebook anh Hưng đăng. Nó đã trở lại đúng lúc và thôi thúc chính bản thân tôi chuẩn bị những công việc dự án âm nhạc sắp tới. Quá tuyệt bạn ơi, siêu xe này thì quá tuyệt với anh Hưng. Đó, bạn thấy không? Rồi, các bạn xem thấy hay thì nhớ bấm nút like hoặc share và đừng quên bấm subscribe nha, đăng ký để tạo động lực Thịnh trong thời gian tới sẽ nâng cấp nhiều thứ cái. Bye bye. Subscribe để xem những video tiếp theo về những xe này nha. Quay xe.